Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Kitan Tarot Channel. Kitan Tarot, ok. Hôm nay khi có một cái trải bài và Kit cũng cảm giác rất là hào hứng để cùng trải với các bạn cho ngày hôm nay. Kit cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái chủ đề này. Và vì hiện tại Kit là một người đang độc thân thì không biết là những các bạn nghe cái trả bài hôm nay á, các bạn vẫn có đang độc thân giống Kiết hay không? Thì cho nên Kiết sẽ có một cái trả bài về chủ đề độc thân cho hội chị em chúng mình, ok? Và cái chủ đề mang tên là nếu mà mình nói nôm na theo dân gian hay gọi là khi nào thì mình thoát ế, nhưng mà nghe nó không có được sang mọi người ơi, cho nên là Kiss sẽ có một cái căn quan hay hơn, đơn giản thôi, khi nào chúng ta sẽ hết độc thân khi nào bạn sẽ hết độc thân ha. Rồi bây giờ là trước khi tới với trải bài thì như thông lệ là Kiss sẽ cho mọi người chọn ba tụ bài ha, và mọi người ở Kiss vừa mới vẽ những bức tranh mới ấy, và hy vọng là trải bài nó sẽ sâm tụ hơn, hình ảnh mới mẻ hơn, thì để Kiss xem thử là chọn cái nào đây. Ok, bây giờ là Kiss sẽ cho mọi người chọn theo cái hình dạng trên của ba cái hình này nha. Kiss không có biết đặt tên nó là cái gì nữa, nhưng mà thôi Kiss đặt nó là ba cái bức tranh đi. Ok, từ trái sang phải nha, với câu hỏi và chủ đề hôm nay là khi nào bạn sẽ hết độc thân. Rồi từ trái sang phải là tụ thứ nhất, tụ thứ hai và là tụ thứ ba. Ok, mọi người có thể nhắm mắt lại, hít thở rất sâu, suy nghĩ về cái tình trạng độc thân viên mãn của mình. Mặc dù là maybe các bạn đang rất là enjoy cái cuộc sống độc thân đó, nhưng mà mình nghe cho vui cũng được. Sau đó cứ nghĩ về cái đời sống của mình và chúng ta mở mắt ra, dừng cái video này lại, và hình ảnh nào thu hút các bạn nhất, yeah, thì chúng ta sẽ cùng khám phá những cái thông điệp từ cái trải bài đó mà cái tụ mà các bạn lựa chọn ha. Rồi, nếu các bạn có yêu thích cái video này, hy vọng mọi người có thể donate cho Kit qua link Momo hoặc là tài khoản ngân hàng của Kit nhé. Kit có để cái phần bình luận ở dưới thì mọi người có thể xem thông tin và tính tiền cho Kit một chút xíu để Kit có thể nhẹ nhàng nè, trà sữa nè, để có thể là thấm giọng để cùng đồng hành với các bạn dài lâu trong những cái video trên YouTube của Kit ha mọi người ha. Rồi bây giờ Kit sẽ vào tụ thứ nhất. Tụ thứ nhất là cái tụ mà bức tranh hình tròn, hình bầu dục chứ, có một cái cây như thế này ở đây. Và hiện tại thì cái năng lượng của Kit là phân vân giữa tụ 1 và tụ 3. Kit không biết là Kit nên chọn tụ nào, cho nên mọi người cho Kit một chút xíu cá nhân chút xíu nha. Cho Kit nhắm mắt lại nha. Kit suy nghĩ về cái tình huống độc thân hiện tại của Kit. Kit thở được sau, và Kit xin chọn tụ. Kit xin chọn tụ 3 mọi người ơi. Vậy là cái tụ 1 không dành cho Kit rồi, vì ban đầu Kit vẫn rất thích tụ 1, nhưng mà cái tụ 3 nó có một cái điều nào đó nó thôi thúc Kit hơn. Cho nên bây giờ Kit sẽ xin trải bài, bắt đầu với các bạn ở tụ thứ nhất. Các bạn đã chọn hình ảnh cái cây này nhé. Rồi bây giờ Kit sẽ check năng lượng cho các bạn, tình trạng độc thân, cái năng lượng độc thân của các bạn ngay lúc này đang như thế nào. Và hôm nay Kit sẽ check bằng bộ bài Oracle trước nha mọi người. Kit sẽ check Oracle trước. Kit xem thử năng lượng độc thân, tình trạng của các bạn hiện tại đang như thế nào. Các bạn ở tụ thứ nhất nhé. Nhạc rất là chill mọi người ha. Nó vừa nghe nhạc, vừa check tình trạng, vừa nghe trải bài như vậy là nó rất là dễ ngủ luôn. Hôm nay trải bài sẽ lâu lâu chút xíu, tại vì Kit thích được enjoy ha. Believe in yourself. See yourself doing well and you will light. Một vài cái ý tưởng mà ý nghĩa mà Kit cảm nhận được ở đây là các bạn là những người thường sẽ có rơi vào cái trạng thái là không nghĩ rằng là
tình yêu sẽ tới với mình đâu. Khi không có nhận thấy là các bạn đang trông chờ vào chuyện tình cảm. Có một cái lá ở đây là believe in yourself. Cái năng lượng hiện tại của các bạn là cái thấy nên tin tưởng vào bản thân mình. Còn nếu các bạn đã tin tưởng hoàn toàn vào bản thân mình thì cái thấy trong giai đoạn này các bạn đã rất là enjoy đời sống độc thân của mình. Tụ thứ nhất, cảm giác giống như là các bạn lựa chọn cái trải bài này để nhận lời khuyên thôi, cho hành trình bản thân của các bạn thôi, chứ không có nhất thiết là bạn lại mong muốn thoát khỏi cái tình trạng độc thân này, tại vì bạn rất là enjoy nó. Nhưng mà Kit cũng cảm nhận là có một vài bạn mang một cái năng lượng là hơi rụt rè, chưa có tin tưởng chắc chắn vào bản thân mình lắm. Sau những cú đổ vỡ hoặc là sau những cái sự không tin tưởng vào những cái tương tác cũ nào đó, thì có vẻ như là bạn đang đánh mất cái niềm tin vào câu chuyện tình cảm, câu chuyện tình yêu. Và đôi khi bạn cũng chính các bạn cũng đánh mất cái niềm tin vào chính bản thân của mình nha. Cảm giác như là cái thấy các bạn đang mất đi cái ánh sáng. Một vài bạn thôi nha mọi người, mất đi cái ánh sáng, cái niềm hy vọng. Cái thấy các bạn ở tuổi thứ nhất là những bạn từ bé rồi sinh ra với cái ánh sáng bên trong, luôn luôn sống tích cực, các bạn rất là hồn nhiên. Năng lượng chung của tất cả các bạn nghe ở trải bài ở tuổi thứ nhất, từ bé các bạn rất là hồn nhiên, các bạn sống chân thành và sống gọi là chỉ có ánh sáng thôi, chưa bao giờ mà thấy mà có một cái bóng tối khuất nào nó ấp nó bủa vây các bạn cả. Nhưng khi thời gian dần trôi và mọi thứ gọi là chúng ta trưởng thành hơn, đôi khi có những cái bóng tối nó cứ cuốn lấy chúng ta trong cái đời sống. Và vì các bạn là những người sống rất là chân thành, cho nên khi các bạn gặp phải những cái thử thách này, cái thấy các bạn rất là khó vượt qua, vì cái thấy các bạn rất là nhạy cảm. Còn những bạn hiện tại mà đang hài lòng với bản thân mình rồi, có thắp sáng được ngọn lửa niềm tin vào bản thân mình, thì Kiss xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã tìm thấy được ánh sáng của chính bản thân mình và các bạn đang rất enjoy cái đời sống của chính mình. Các bạn là những cái người mà không để cho người khác phải bận tâm đâu. Chính các bạn là những người gọi là dù có rơi vào bóng tối, các bạn sẽ tìm thấy ánh sáng của chính bản thân mình. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình và hãy luôn luôn nhìn nhận bản thân mình luôn luôn tốt, luôn luôn làm tốt, và bạn chắc chắn sẽ như vậy. Tự tin là cái từ khóa mà cái thấy vũ trụ và các thiên thần đã muốn nhắn gửi tới các bạn ở tuổi thứ nhất. Đánh mất tự tin, đánh mất lòng tin, đánh mất niềm tin thì cuộc sống của chúng ta đang sống ngay lúc này nó cũng ít ý nghĩa đi. Và các bạn chẳng biết chúng ta sẽ đang phấn đấu hoặc là chúng ta đang enjoy vì cái điều gì cả. Sống cho bản thân cũng là một cách mà chúng ta enjoy cái thế giới này, cái thế giới 3D này. Cho nên mọi người ơi, đôi khi nếu mà mọi người cảm thấy lạc lõng thì mọi người hãy cứ tìm về ánh sáng nha. Cái thấy nếu mà căn phòng của các bạn hiện tại mà đôi khi các bạn đi ngủ á, các bạn dạng như là tắt hết đèn hoặc là các bạn kiểu giống như là không có vật dụng nào trang trí, thì cái thấy là giống như là mọi người nhìn cái ánh sáng đang đang chảy trên cái tường ở đây nha. Mọi người có thể mua một cái vật dụng đèn nè, đèn đuốc hoặc là đèn cài nến thơm trang trí. Mọi người thấy không, cái ánh sáng nó cũng kích hoạt được cái sự dịu dàng bên trong, nó làm cho các tâm hồn các bạn dịu dịu lại, và các bạn sẽ luôn luôn làm mới được cái năng lượng của mình mỗi ngày. Đó cũng là một cái lời khuyên mà Kit cảm nhận được cho cái tuổi bài thứ nhất. Thì Kit cảm nhận được cái năng lượng của tụi bạn thứ nhất là như vậy nha. Rồi, bây giờ là Kit sẽ xem thử rằng là sắp tới bạn có hết độc thân không? Chúng ta vào câu hỏi chính nha. Là sắp tới bạn có hết độc thân không? Nếu mà các bạn hết độc thân, tương tác với ai đó thì đối tượng mà các bạn gặp sẽ như thế nào? Ha? Thì ok, Kit sẽ xem thử ra là nếu mà cái trải bài này mà vũ trụ và các thiên thần cho chúng ta thấy được và nghe được những cái tình huống, thì Kit sẽ cố gắng nói cho mọi người nghe nhé. Ui là trời, Kit có một cái lá xuất hiện ở đây là chúng ta có lá 7 xô mọi người ơi. Sắp tới các bạn, câu trả lời ngay lập tức các bạn sẽ hết độc thân nha. Món quà đang tới mọi người. Yeah, vua xô nữa. Cái cảm nhận các bạn đã có người để ý rồi. Không phải là không đâu, không phải là một mà là hai đấy. Cái đó có hai cái năng lượng của hai người đang để ý các bạn ở tuổi thứ nhất. Cái thấy các bạn ở tuổi thứ nhất không phải là các bạn luôn luôn dùng từ ế cho bản thân mình đâu. Nghe thì nó có vẻ giống như là mọi người đang tự cái thấy mọi người không phải là những cái người mà đánh giá thấp quá nhiều trong cái tình huống hiện tại đâu. Chỉ là các bạn không tin tưởng vào nếu mà
đời sống tình cảm mà có người mới tới hoặc là những cái người nào tới thì các bạn không biết sẽ phải làm như thế nào thôi. Tại vì có cái lá 10 gãy ở đây, cái thấy các bạn vẫn chưa có cái tâm lý là sẵn sàng để có thể là cho mình hết độc thân. Nhưng mà các bạn ơi, hãy nên đón nhận đi, vì cuộc sống hãy như là một dòng chảy, với nó hãy thuận theo tự nhiên. Đôi khi đâu phải những cái gì chúng ta phải mong muốn cho bằng được là nó phải diễn ra như ý của chúng ta, luôn áp đặt nó. Áp đặt là một chuyện, nhưng mà đón nhận mọi chuyện tới với một cách, đối với cuộc sống chúng ta một cách tự nhiên, nó là một chuyện khá. Cho nên trải bài tụ thứ nhất, năng lượng đang hướng các bạn, các thiên thần đang muốn nhắn gửi, thuận theo tự nhiên nha mọi người. Buông bỏ những cái gánh nặng đi, buông bỏ bớt những cái khía cạnh mà cảm thấy nó kìm hãm các bạn lại, chứ thấy các bạn là những người rất là sáng, có những cái ánh sáng phát ra. Chỉ là cái giai đoạn này các bạn đang hơi chìm đắm vào cái thế giới nội tâm, thế giới bên trong, và các bạn hơi ít gặp gỡ mọi người thôi. Đã tới lúc mọi người comeback, được cái ánh sáng của mình, khi thấy không phải là một nó mà là hai đối tượng đang âm thầm theo dõi bạn rồi, hoặc là các bạn cũng đã đang tương tác rồi. Khi thấy có một món quà ở đây, nhưng mà nó cũng lại vào một cái điều nào đó về cái sự lựa chọn. Cho nên khi thấy các bạn ở tụ thứ nhất, các bạn không muốn lựa chọn luôn, các bạn chỉ muốn được enjoy, các bạn đã muốn được như thế nào nhỉ? Làm lại bản thân mình chút xíu đã, slow chút xíu rồi các bạn mới hành động, thì đó cũng là một điều tốt. Còn nếu mà các bạn đã có một cái đối tượng riêng, hoặc là các bạn chưa biết là ai hết, thì sắp tới là có một cái đối tượng tới với các bạn. Trường hợp các bạn vẫn không biết là ai hết, thì cái năng lượng tới với các bạn là năng lượng của vua, một vị vua Su và vua nước, tức là cái vẻ ngoài của họ. Kit thấy cái King of Bills nó cho Kit một cái cảm nhận là cái vẻ ngoài của họ sẽ mang một chút xíu gọi là hơi lạnh lùng nha, cảm nhận như là cái người này rất là kín kẻ, ít nói, có thể là lớn tuổi hơn bạn, hoặc là cái năng lượng dù có thể là xem tuổi của bạn, nhưng mà cái năng lượng của họ rất là chững chạc, chín chắn. Gương mặt của họ cũng tỏ ra một cách gọi là mọi người sẽ nghĩ là người này có vẻ khô khan, mà thật sự bên trong họ là King of Cup, vua ly. Mọi người rất là có cảm xúc. Cảm xúc là sao? Tức là cái người này rất là có một cái sự kén. Cái cảm nhận là từ kén, không phải là kén là vì họ là đặt ra tiêu chuẩn ABCD là phải phù hợp này phù hợp kia, không có nhé. Kén ở đây là họ biết chắt lọc cái năng lượng, biết cái người phù hợp với họ thì họ mới mở lòng. Các bạn để ý đi, cái khi mà bạn gặp được cái đối tượng này, cái người này là kiểu cảm giác giống như là họ sẽ đối xử với bạn đặc biệt hơn. Khi mà cái đối với cái người nào mà họ mở lòng á, họ sẽ đối xử đặc biệt hơn, ưng cần hơn, cười nhiều hơn, cởi mở hơn. Còn đối với người lạ, hoặc là ban đầu mà nếu các bạn gặp họ, họ có một đôi chút gọi là ngượng ngùng ngại nha. Có thể là khi mà bạn nói chuyện với họ, cái ánh mắt của họ có thể là nhìn đi hướng khác nha mọi người. Kiểu như là họ không có quá tự tin, hoặc là không có quá chú tâm để ý vào ánh mắt của bạn đâu, nhưng mà bên trong họ lại rất là tinh tế. Thì thì cái năng lượng ngay lúc này muốn nói rằng là sắp tới bạn có hết độc thân không? Kiếp thấy sau cái trả bài này sắp tới bạn hết độc thân. Chỉ cần là bạn phát sáng như một con đom đóm, và hãy tin tưởng vào bản thân mình sẽ làm được mọi người. Hãy thuận theo tự nhiên và đón nhận mọi thứ trên thế giới này tới với chúng ta, vì chúng ta đang có thời gian, chúng ta đang có một cuộc đời, chúng ta hãy trải nghiệm nó. Đừng ép buộc bản thân các bạn phải kìm hãm và trì hoãn cái hành trình của bản thân mình. Hãy khám phá và đón nhận nó nhé. Mở lòng lên mọi người ở tụ thứ nhất ơi. Khi xem tiếp, có đối tượng thì Kiếp muốn nghe thử cái đối tượng mà cái trải bài miêu tả về cái người này thì như thế nào ha. Obstacle. Ui là trời, có ba lá. Ui, nhiều lá quá thôi. Làm lại luôn. Có một cái vật cản ở đây. Vật cản Kít nghĩ có thể là bức tường của các bạn. Vâng, như là Kít nói, người này thuộc năng lượng King. Cái người này có một cái sự nghiệp, người này có thể là làm ăn kinh doanh, là những cái người Kít cảm nhận ở tụ bài thứ nhất. Những cái người mà tới với bạn chững chạc hay mạnh rất là nhiều. Oh wow. Ok, một vài tương tác có thể là mọi người ơi, để ý cho Kiếp chút xíu. Thì Kiếp mới nói là khi nào bạn hết độc thân thì cái người này tới maybe mang một cái năng lượng tương tác rất là cao, nhưng mà có một trong hai trường hợp thôi, cái vật cản của họ là họ có gia đình rồi, chứ chỉ nói một trong hai người thôi nha.
cái năng lượng mà hiện lên cái người mà tới với các bạn là có gia đình đó, họ đã có kết hôn hay là có gia đình rồi thì nó chỉ chiếm phần ít thôi. Vì khi thấy có một cái vật cản ở đây nó mang năng lượng của cả hai ở về phía bạn, tức là bạn chưa mở lòng hoặc là bạn có một chút e dè e ngại với những cái tương tác mới tới với các bạn. Ngoài ra thì đôi khi cái cũng cảm nhận là cái người này hay đi đây đi đó, cái người mà các bạn sẽ gặp đó, cho nên có thể là họ xa các bạn nha, họ tới thông qua công việc của họ và các bạn gặp họ thông qua cái môi trường ở gần nơi bạn ở thôi. Có thể là bạn di chuyển hoặc là cái năng nhưng mà kiếp thấy cái năng lượng của người đó di chuyển về về phía bạn nhiều hơn. Nhưng mà khi cảm nhận ở đây á, là cái phần tiến triển cho cái đời sống tình cảm với bạn và cái người này á, nó hơi chậm, nó không có nhanh, tại vì nó có một cái vài mà điểm cái sự connection của hai nó còn e dè e ngại ngay từ lúc đầu. Cả hai hơi điều tra lẫn nhau chút xíu, vẫn còn mang một cái năng lượng điều tra, tức là vẫn chưa có mở lòng thật sự. Nhưng mà lại có một cái lá là union, serious relationship and married partnership. Thì nếu mà cái người này vẫn hoàn toàn độc thân thì cái thấy cái người này mang tính muốn mang một cái tính cam kết rất là cao, tại vì cái thấy cái người này hay di chuyển đi qua đi đứng qua lại và công việc của họ rất là bận rộn, họ có một cái sự nghiệp của họ, cho nên là họ rất là nghiêm túc với cái những cái tương tác. Và cái thấy á, có thể á, là vì cái công việc bận rộn của họ cho nên họ không thể có người yêu trong cái giai đoạn mà bạn gặp các họ họ gặp các bạn nha. Nhưng mà khi mà bạn gặp họ thì cái thấy lại là một cái điều để cái xem thử đi, cái xem thử rằng là có cái sự transformation nào ở đây không. Cái sẽ xem thử bộ Butterfly Oracle nha, để xem có transformation nào không, tại vì cái thấy có lá, sorry mọi người, cái thấy có cái lá là hai nhẫn ở đây, có cái sự kết nối. Cái thấy các bạn rất là phù hợp nhau, kiểu giống như là ban đầu nó diễn biến chậm nhưng mà về sau càng ngày nó càng khăng khít, nó có những câu chuyện chung về sau nha mọi người. Windfall, mọi người ơi hãy thuận theo tự nhiên chứ, tức là cho nên cái thấy nó cái câu chuyện này nó giống như là một cơn gió vậy, nó đẩy thuyền từ từ á mọi người. Có thể là mọi người được kết nối thông qua bạn bè mai mối giới thiệu, hoặc là được vô tình được đồng nghiệp hoặc là trong công việc được kết nối làm việc chung, thì cái thấy có cái sự thay transformation ở đây, tức là được đẩy thuyền, tức là sẽ có một người chủ động hơn trong cái tương tác này để đẩy thuyền cho cái tương tác của các bạn được. Nói chung á, là cái thấy hai bạn đều có mang một cái năng lượng là e dè dè dạt và cũng cảm giác giống là chưa mở lòng, cho nên đó là lý do là sao cái phần mà chướng ngại đây đó, cái thấy là cái sự mà gọi là bị động đấy của cả hai luôn. Thì cho nên một trong hai cái thấy có maybe cái người này sẽ chủ động nhiều hơn bạn, tại vì người này có một cái năng lượng career, tức là cái thấy là người ta là người chững chững chạc trưởng thành mà, thì người ta sẽ đẩy thuyền đẩy gió thổi nhiều hơn là bạn. Nhưng mà cái thấy bạn cũng nên cố gắng mở lòng và đừng có nhõng nhẽo quá, đừng nhõng nhẽo ha. Rồi cái xem tiếp. Everything's okay. Cái lá bài nói rất là lớn, bạn chỉ là bị lo lắng thôi. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Tức là mọi người cứ cảm thấy là có một vài bạn đôi khi các bạn sẽ hơi tự ti chút xíu về tình huống, có thể là mấy các bạn cảm giác các bạn nhỏ tuổi hơn vẫn chưa có sự nghiệp gì chín chắn đó với một vài bạn nha, còn một vài bạn là cảm giác như là mình chưa cảm thấy đầy đủ, hay là chưa cảm thấy sẵn sàng, hoặc là cảm thấy là người kia ô quá, người kia quá ô về, người kia lớn lao quá, hoặc là cái người kia có năng lượng tỏa sáng quá, hoặc là người này như thế nào đó. Nhưng mà cái thấy relax, everything okay, tại vì cái thấy ở đây tới cái người này tới giống như là một món quà để giúp cho các bạn trân trọng mà cũng như là cập nhật bản thân của các bạn hơn á mọi người, cho nên mọi người hãy cứ relax và đón nhận cái tương tác này mọi người nhé. Wow, và bây giờ là Kiss sẽ xem bằng Roman Angel, muốn là quan trọng nha, cái bộ này mới thực sự gọi là đem lại những cái thông tin rất là quan trọng cho cái tình huống của cái trải bài tù thứ nhất. Có rồi, Kiss lên luôn ba lá này nha mọi người. Ok, lá đầu tiên. Very, trời ơi, sớm tới rồi nè mọi người ơi, rất là sớm luôn. Cái người tới nhanh như một cơn gió đẩy vậy đó. Có lá Windfall, là có lá Very soon, cho nên mọi người chưa kịp thở mà người này đã tới rồi. Tới nhanh cực. You deserve love.
You deserve love, bạn xứng đáng có được cái tình yêu. Cái người này tới liền sau cái trải bài này. Cái cảm nhận là nó nhanh lắm, rất nhanh luôn. Và free yourself, hay để cho bản thân các bạn tự do, thoải mái, tâm hồn tự do mà. Vui chơi đi mọi người. Đừng có bị nề hà, đừng có nhõng nhẽo quá, cái thế các bạn đang chậm quá. Mọi người ơi, hãy làm lại, hãy tin tưởng, hãy mở lòng một lần nữa đi. Nếu các bạn có đang gặp các đối tượng này rồi thì tăng tiến độ lên chút xíu nữa. Đừng có ì ạch quá mọi người. Chủ động lên. Yeah, health. Cái thấy các bạn nên có thể là tự ti về ngoại hình chút xíu, có thể là cảm giác trong dạo này ăn hơi nhiều nha, tăng chút xíu cân nặng cho nên cảm thấy là trời ơi, tự nhiên tới trong cái lúc này chị tự nhiên đang đang chưa được đẹp á, kiểu giống như là chưa có được tự tin tỏa sáng thì ok, không everything ok. Người này thích bạn là bởi vì là bạn cái tính cách của mình, hãy cái thể hiện cái tính cách của mình nhiều hơn, thú vị và thoải mái, relax nhất có thể ha mọi người, là các bạn sẽ hết độc thân ngay thôi chứ còn chần chừ gì nữa mấy má. Tụi thứ nhất ơi, nhanh lên. Cuối cùng, hai ly, trời ơi, có cảm xúc với nhau. Cái tương tác này được vũ trụ và được đẩy thuyền từ vũ trụ nè. Được đẩy thuyền từ các thiên thần nè. Hai ly nữa. Và có cái lần, hai lần là union nữa. Khi cảm thấy là hai bạn giống như là được cái tương tác này đã được sắp xếp rất là phải trải qua những cái quá trình mới gặp được nhau á. Từ những cái kiếp sống rồi và nó tới với nhau rất là nhẹ nhàng như là một cơn gió, cho nên các bạn hãy đón nhận nó mở lòng nhẹ nhàng và thanh mát nhất, cho nên đừng có bỏ lỡ cái tương tác này nha các bạn ở tuổi thứ nhất ơi. Và khi mà kiếp trải xong á thì cái thấy rằng là cái tuổi thứ nhất này rất là sáng sủa, cái năng lượng rất là tích cực, chỉ cần các bạn mở lòng và open và cười nhiều hơn và đừng có bị ô dề quá, đôi khi các bạn hơi drama tự tạo cho mình những cái tình huống để tự đóng cửa bản thân đấy, không nên nhé mọi người. Ok, sắp sớm thôi các bạn sẽ thành đôi, hi hi. Trời ơi, chúc mừng cho các bạn ở tuổi thứ nhất. Hèn gì nãy Kiết không có chọn tuổi thứ nhất là đúng rồi, tại vì cái năng lượng này nó không có phù hợp với Kiết. Kiết cũng không cảm nhận mình ở trong đó, nhưng mà Kiết cảm nhận các bạn ở tuổi thứ nhất này rất là xinh yêu dễ thương, cần tăng cường thể lực, sức khỏe và tinh thần thoải mái, thì cái tương tác này sẽ tới với các bạn rất là sớm và nhanh. Cứ mở lòng nhé. Chúc mừng các bạn ở tuổi thứ nhất. Và hẹn gặp lại các bạn vào những trải bài sau. Nếu các bạn có yêu thích cái trải bài này của Kid, mọi người có thể donate cho Kid qua link Momo hoặc là tài khoản ngân hàng. Kid có để cái thông tin ở dưới cái comment này nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người vào một trải bài sau. Rồi. Ok, bây giờ Kiss sẽ xin tới với các bạn ở tụ thứ hai. Các bạn tụ thứ hai đã sẵn sàng lắng nghe cái thông điệp rằng là khi nào bạn sẽ hết 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 ế hả? Không phải nhá. Khi nào bạn sẽ hết độc thân? Khi nào bạn hết độc thân và sắp tới là bạn có hết độc thân không? Chủ đề chính xác hơn sẽ là sắp tới bạn có hết độc thân không? Rồi, và nếu mà hết độc thân á, thì khi nào mới hết? Và nếu mà vẫn còn độc thân á, khi nào mới hết độc thân? Thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với cái trải bài ở tuổi thứ hai hôm nay. Các bạn đã chọn cái hình bức tranh có cái răng cưa ha. Không, mọi người chắc là lá cọ nó hoa kít vẽ vậy đó, kít không biết nó là thuộc cái trường phái nào, thì mọi người cùng đón nhận cái thông điệp nha. Rồi, tuổi thứ hai, cái trải bài mang tên là ok, khi nào bạn mới hết độc thân? Rồi, bây giờ là kít sẽ xào cái tụ bài này. Cái sẽ sử dụng Oracle để check cái năng lượng của các bạn trước. Let go. Một tình huống còn phải buông bỏ, còn phải bỏ qua, còn phải bước đi. Walk away. Ôi trời, càng phải bỏ qua bước đi. Cái thấy là các bạn đang crush ai đó, hoặc là các bạn đang chần chừ về một cái tương tác, hoặc là cái tương tác này đang mập mờ, hoặc là các bạn vẫn không dám nói ra những cái điều nào đó, hoặc là cái người nào đó trong cái tương tác này đã có người yêu, đã có người đối tượng khác rồi. Cái năng lượng ở cái tụ thứ hai này cũng cảm nhận được rằng là các bạn vừa mới kết thúc luôn á, vừa mới kết thúc cái đời đời, đời kiểu giống như là chuyện tình cảm của các bạn. Nói chung các bạn vừa bước qua luôn, các bạn lựa chọn cái sự độc thân này vì các bạn nghĩ rằng là nên rời khỏi nó, các bạn cảm thấy an toàn. Cái thấy cái năng lượng các bạn tụ thứ hai, đôi khi các bạn yêu thương người khác rất là nhiều, các bạn cho đi rất là nhiều, nhưng mà cái tình huống này nó không được healthy lắm. Cái cần thiết của các bạn hãy là chấp nhận cái tình huống hiện tại nó không không còn phù hợp nữa. Tụ thứ hai ơi, nó không giống như là một cái bức tranh hình răng cưa vậy đó, nó không những cái ranh giới,
Hình răng cưa cũng giống như là một cái sợi, một cái điều gì đó mong manh, và các bạn có dám cưa nó đi và bước qua khỏi cái tảng băng đó hay không? Let go and walk away. Cái con đường phía trước đang chờ đợi các bạn. Việc cái thấy hoàn toàn ở các bạn ở tổ thứ hai, cái năng lượng độc thân của các bạn cần nên bước qua khỏi một cái tình huống cũ. Khi chưa có cảm nhận được rằng là bạn có hết độc thân liền ngay lập tức hay không, nhưng mà cái thấy các bạn nên có một cái giai đoạn để chữa lành nhiều hơn, bởi những cái tình huống hiện tại nó đang các bạn cảm thấy không còn phù hợp nữa. Còn nếu mà các bạn là đã bước qua rồi, các bạn đã quá lâu rồi, bước qua rất là lâu cái chuyện tình cảm rồi mà kiểu giống như là đã cảm thấy rất là ổn định rồi đó, thì maybe cái trải bài tiếp theo này sẽ có những cái dấu hiệu dành cho các bạn. Khi thấy cái trải bài này sẽ phân làm hai nhánh. Một bên năng lượng sẽ dành cho walk away và một bên năng lượng sẽ dành cho let go. Walk away với cái nguồn năng lượng mà các bạn vẫn chưa có bước qua được cái tình huống hiện tại về trong cái câu chuyện tình cảm ha. Còn let go sẽ là một cái trải bài dành riêng cho những cái bạn mà đã bước qua được cái mối tương tác nào rất là lâu rồi và hiện hoàn toàn độc thân và hướng nhìn vào tương lai, thì các bạn hãy lựa chọn lắng nghe cái thông điệp chủ đề phù hợp với các bạn ha. Thì giống như hôm nay bốn tụ bài nó bỗng dưng tụ thứ hai ngộ ghê á, vô mà được tới hai cái lựa chọn, cái option lắng nghe nữa, hay ghê. Ok, nhưng không sao, cái sẽ cho cái tụ walk away trước nha mọi người. À, cái điều nào còn níu kéo các bạn và tại sao các bạn không bước được qua khỏi, chưa bước được qua nó, hoặc các bạn đang bước qua nó, cái sẽ sử dụng tarot để check nha. Năm lửa, các bạn đã mất dần cái niềm mãnh liệt cho chuyện tình yêu, chuyện tình cảm và không còn đặt cái lửa, cái tâm huyết, kiểu như là cảm thấy là rất là bất lực trong cái đời sống tình cảm, cảm thấy là các bạn cứ thấy đúng là nên bước ra khỏi cái tình huống này vì nó không đem lại cái niềm nhiệt huyết cho các bạn nữa. Nhưng thay vào đó có một cái lá chín xu. Cái chín xu cho Kit thấy cái năng lượng đang hướng các bạn về cái giai đoạn hiện tại là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Các bạn khoan hãy vội vã để tìm kiếm một cái đối tượng hay là một tìm kiếm ai đó để giúp cho các bạn cảm giác như là khuất lấp những cái nỗi niềm của các bạn. Cái thấy nó cũng lại là không phải là một cái điều đúng đắn, bởi vì nó vẫn giống như là bạn chạy trốn, trốn chạy khỏi cái cảm xúc của mình và bạn không có đối mặt với nó đó. Cho nên Kit thấy cái điều mà các bạn không vượt qua được là cái ngọn lửa, cái mood, cái tinh thần của các bạn nó còn đang nó bị dễ đánh đánh sập nha. Nhưng mà lại có một cái ánh sáng khác hiện lên cho cái lá bài ở đây là chính xu. Chăm sóc bản thân các bạn chính là cái con đường mà giúp cho các bạn đối mặt với cái tình huống hiện tại mà các bạn đang gặp phải. Chăm sóc bản thân mình, chăm sóc vật chất, vẻ ngoài, công việc, hình ảnh bản thân, đội vương miện cho chính mình, wear your crown, write your own story là cái mà bạn đang cần có để làm lại cái trải bài này. Có một cái chút xíu hài hước ở đây, hài hước này thấy cái tụ thứ hai những ở cái phần walk away này á, các bạn là những cái người có tính cách khá hài hước, nhưng mà việc những câu chuyện tình cảm, những câu chuyện nó khiến cho các bạn mất đi cái sự vui vẻ hài hước đấy, cho nên đã tới lúc phải tìm lại được cái sự vui vẻ hài hước của các bạn. Hãy tìm lại với bạn bè mình, hãy vui vẻ vui chơi ha mọi người. Chúng sẽ xem một cái lá transformation ha. Chứ xem thử là sau khi các bạn tìm lại được cái tìm lại giấc mơ của mình đó, thì có điều gì nó sẽ tới với các bạn, cái sự thay đổi nào nó sẽ diễn ra. Heavenly sign, thiên trợ, các thiên thần gửi cho các bạn rất là nhiều thông điệp luôn mà các bạn không có để ý thôi. Những con số thiên thần, những con số lạp, những cái con số 1 1 2 2 3 3 3, 11 giờ 11 phút, 0 giờ 0 phút là những cái con số mà thiên thần lặp đi lặp lại cho các bạn để động viên các bạn. Các bạn luôn được theo dõi bởi các thiên thần. Một vài bạn ở đây cứ thấy là những cái star seed, light worker, những cái bạn đang trong giai đoạn thức tỉnh tâm linh về cái câu chuyện tình cảm, nó khiến cho bạn awakening, khiến cho các bạn cảm thấy rất là rơi vào một cái trạng thái là rất là lạ nha. Kiểu cảm giác là tại sao mình lại rơi vào một cái trạng thái và nó thiếu cái cân bằng như vậy. Và chính cái tình huống này giúp cho các bạn thức tỉnh tâm linh. Một vài bạn cứ cảm nhận được ở cái tụ 1, cái tụ 2A này, cái tụ walk away này. Ok nhắn, bởi vì
Đôi khi vũ trụ rất là biết cách luồn lách những cái thông điệp vào những cái trải bài này và đúng đối tượng cần lắng nghe. Rồi Kiết sẽ sử dụng tiếp bộ Tarot. Kiết thấy sự thay đổi ở đây là một cái trạng thái thức tỉnh tâm linh từ từ của các bạn để nhận thấy yêu thương bản thân mình, trân quý bản thân mình, đừng đánh giá thấp bản thân mình, đội vương miện cho chính mình đi mọi người. Ở tụ thứ hai, walk away ơi, successful completion. Cái lá rất là tốt bạn, đây là một cái lá awakening luôn. Kit cảm nhận vậy, đây là cái lúc mà bạn cần nên, đây là đúng thời điểm và bạn cần nên cảm thấy được enjoy và cảm thấy là hoàn thành một cái chương cũ đã qua, và các bạn nên biết ơn vì những cái việc này đã diễn ra để giúp cho các bạn bước đi khỏi những cái tình huống ràng buộc không phù hợp và giúp bạn thức tỉnh vào những cái điều mà các bạn cần phải đi sắp tới. Nè, mọi người thấy trong cái lá này không? You've been blessed with many you've done. With, sorry, you've been blessed with many spiritual insights. Tức là các bạn đang được chúc cầu chúc lành rất là nhiều những cái định hướng tinh thần, những cái dấu hiệu tinh thần, những cái dấu hiệu thần thánh, thần linh, như con số thiên thần á. Sớm thôi bạn sẽ có một cái hành trình mới, và ngay lúc này hãy dành thời gian để nhìn lại những cái giấc mơ của mình và những cái niềm hạnh phúc của mình đó, thấy không? Write your own story, follow your dreams. Okay. Chưa, các bạn đang walk away, các bạn đang ở cái lá walk away này. Khoan, hãy đặt câu hỏi rằng là các bạn sẽ gặp ai đó không, hay là kiểu là gặp kiểu là hết độc thân không. Đừng nghĩ về điều đó, yêu thương bản thân mình chính là cái mà các bạn cần phải lắng nghe nhiều nhất ngay lúc này. Lắng nghe con tim mình nha. Vì mọi người biết tại sao không? Các bạn yên tâm nhé. Vì cái đối tượng thực sự phù hợp của các bạn mang tính cam kết về marriage. Các thiên thần đang giúp đỡ các bạn trong cái hành trình này, cho nên các bạn hãy kiên nhẫn và từ từ. Khi thấy trong cái giai đoạn sắp tới, nếu mà hỏi cái câu mà bạn hot độc thân không trong cái giai đoạn sớm khoảng 1-2 tháng, thì khi thấy đó là cái giai đoạn mà bạn tìm về bản thân mình. Còn cái cam kết này ở đây, marriage, nó sẽ tới khi mà các bạn thực sự cảm thấy bản thân mình đủ đầy, cảm thấy mình hoàn toàn sẵn sàng cho mọi thứ. Marriage có một cái tương tác của cái người mà cam kết sẽ tới với bạn, một đúng đối tượng. Các bạn đã chọn những cái trải bài work tụ thứ hai, mà cái lá work away mà đang gặp cái tình huống hiện tại á, các bạn sẽ có đúng một cái đối tượng đi đường dài với các bạn nha, cho nên cứ bình tĩnh nha mọi người. Tụ thứ hai, Twin Flame, trời ơi, nổi da gà, ba cục gà. Beauty Queen, nhan sắc là lá chính xu, như Kiết nói, chăm sóc vẻ ngoài ngoại hình. Và ở đây là có lá Beauty Queen, các bạn hãy biết bản thân mình là nữ hoàng sắc đẹp. Dù là nam hay nữ thì bạn hãy xem mọi thứ. Các bạn luôn giống như là, luôn luôn là on stage shining, hãy luôn tỏa sáng. Các bạn giống như là cái ngọn lửa, cái tinh thần của bạn rất là quan trọng. Cái năng lượng, có rất là nhiều cái năng lượng nó trong cái trải bài này, trong cái lúc này với Kiết. Các bạn là những người có cái nguồn năng lượng tỏa sáng, các bạn là cái những người mà được rất là được yêu quý, và các bạn nên dành cái thời gian này yêu quý bản thân mình và giúp đỡ những cái người xung quanh của mình nhiều hơn. Kiết thấy có mang năng lượng liên quan đến thiện nguyện nữa, và đặc biệt hơn, cái Kiết mới nói đúng đối tượng là cái twin flame của mọi người mới xuất hiện, karmic relationship, spiritual alignment, tức là thông qua con đường tâm linh trực giác. Các bạn đã chọn walk away là những cái người có cái trực giác rất là tốt, phát triển nó bình tĩnh, slow down, và đúng thời điểm divine timing, cái nhân vật ấy sẽ xuất hiện khi các bạn làm. Và cái twin flame này cũng chính là phản ánh và cái năng lượng của các bạn luôn, trong cái giai đoạn mà các bạn gặp được cái người này phải là cái lúc bạn tỏa sáng nhất, năng lượng cao nhất, và cũng như là hài lòng với cuộc sống của mình nhất. Ok, Kiết sẽ sử dụng bộ Roman Angel, và sau đó Kiết sẽ đi qua vào cái tụ Let Go ha. Forgiving and learning, các bạn cần phải có nhiều bài học, rất là nhiều cái việc tha thứ cho những cái tình huống hiện tại. Đừng có đặt this could be the one, cái the one của các bạn đã tới rồi, mọi người sẽ đã đang tới rồi, nhưng mà còn phụ thuộc vào cái tình huống, cái năng lượng của các bạn hiện tại. Có thể là các bạn đã gặp already met the partner you seek, tức là cái, nhưng mà cái thấy là cái người the one của bạn đã xuất hiện rồi. Xuất hiện ở đây tức là cái twin flame nữa, tức là bạn sẽ cảm nhận cái người này trong giấc mơ luôn á mọi người. Các bạn sẽ cảm nhận cái người này là ổ, mặc dù là
các bạn để ý giúp kiếp nha, có những cái tương tác về trước mà các bạn tương tác, các bạn cảm thấy là bỗng dưng các bạn có tình cảm trao cho họ, nhưng mà cho đi nhiều nhưng mà bạn cảm thấy là vẫn chưa đúng thời điểm đúng người hay sao, các bạn có cái một cái linh cảm rất là hay. Thì this could be the one đang nói là cái người sắp tới thực sự về sau này khi các bạn đủ đầy, đó mới là the one của chính bạn. Cho nên cái tình huống hiện tại, hãy forgiving learning, hãy học hỏi và bỏ qua những cái điều cũ kỹ, hãy chấp nhận tha thứ, buông bỏ những cái điều nó không còn phù hợp với các bạn nữa, hãy bước khỏi những cái tình huống hiện tại nha. Những cái tình huống còn phù hợp nữa, ok, cái chỉ nói nhiêu đó thôi. Tùy tùy và các bạn ở tuổi thứ hai làm việc như thế nào với cái bản thân mình, cái Star Signalized Worker, nếu có lắng nghe cái trải bài này, hãy nhớ rõ vũ trụ thông qua kiếp, các thiên thần và các đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn đang muốn nhắn gửi tới các bạn, hãy cứ bình tĩnh và cũng như là nâng cao cái năng lượng của các bạn thông qua thiền định và di chuyển, cũng là một cái hay để các bạn nhận được nhiều nguồn năng lượng tốt hơn. Ok, vậy ok, các bạn walk away xong rồi, giờ kết nối với các bạn, let go đi. Các bạn let go, mà các bạn mà gọi là đã bước qua được những cái tình huống kia và các bạn đã nhìn vào tương lai, cũng giống như là cái hành trình của các bạn ở bên tủ bên trái này, walk away nè, cũng giống như các bạn đã vượt qua được rồi, thì cái tương lai nó sẽ hướng bạn tới điều gì, cái sẽ bắt đầu với những cái bạn đã trong cái lá let go nó như thế nào ha. Ui là trời. Ui là trời. Đúng là thật sự nhé. Các bạn mà hướng về tương lai nhiều hơn á, cái hành trình sắp tới có độc thân hay không thì cái thấy là các bạn vẫn còn vướng bận khá nhiều vào công việc. Công việc là cái mà kiểu như là nó hơi xoay các bạn nhiều quá. Nhưng mà chính cái công việc nó cũng chính là cái chất kẹt, nó cũng chính là cái chất xúc tác mà nó cản trở cho các bạn cái hành trình tương lai. Cái thấy các bạn là những cái người nhìn vào tương lai nhiều, tức là các bạn cũng muốn mở lòng rồi, nhưng mà các bạn lại nghĩ về cái đời sống công việc nhiều hơn, các bạn lại cảm thấy an toàn hơn khi bản thân mình được đầy đủ, cảm giác giống như là các bạn sẽ nghĩ về bạn khi các bạn đã yêu thương bản thân mình rồi đó, các bạn học cách yêu thương á, thì các bạn lại chú tâm rất là nhiều vào công việc, và cái việc mà mất cân bằng năng lượng đây nó lại lại là một cái tình huống khác. The Hierophant cho Kit cảm nhận rằng là các bạn sẽ học được cái một cái bài học về cái việc gọi là mất cân bằng năng lượng, cũng chính là cái việc mà các bạn cần phải chỉnh sửa lại cho chính bản thân các bạn. Ok, khi thấy nhìn vào tương lai là tốt, nhìn vào cái công việc là tốt, đủ đầy cho bản thân là rất tốt luôn. Nhưng mà cái việc mà chỉ nhìn vào cái vật chất, nhìn vào cái đủ đầy của cuộc sống mà quên đi cái khía cạnh tâm linh, khía cạnh linh hồn và khía cạnh mà gọi là tình cảm ấy, thì nó cũng chính là một cái điều mà cản trở các bạn lại, các bạn sẽ mất dần đi sự lãng mạn ha. Thì cái thấy cái trải bài các thiên thần đã nói các bạn sẽ mất dần sự lãng mạn, cho nên Harfen cho Kit cảm nhận rằng là các bạn nên lúc này nên là học hỏi nhiều hơn, học hỏi về cái việc mà gọi là cân bằng cuộc sống, việc ra việc, công ra công, tư ra tư, chơi là ra chơi, việc là việc, đừng có ôm đồm nhiều thứ trong cuộc sống của mọi người và khiến nó bị xáo trộn, và các bạn lại lầm tưởng chỉ có công việc mới đem lại cho các bạn sự hạnh phúc ha. Đi xem tiếp. Nhìn về tương lai, đừng nhìn quá nhiều vào tiền bạc công việc, hãy có một cái sự lãng mạn ở đây, hãy học hỏi nói những cái lời yêu thương, và cũng như là cái thấy tính cách của các bạn ở cái tụ bài Let Go này kiểu cảm nhận lên là ít khi nói ngọt lắm, cho nên hãy học cách mình dịu dàng hơn, nói ngọt hơn để nó nghe nó êm tai hơn. Sáu xu nè, cái thấy là các bạn nên cho đi nhiều hơn, đừng có câu nệ hoặc là đặt nặng cái vấn đề là trời ơi mình cho quá nhiều rồi mình đâu có nhận lại được gì đâu. Ok, đừng có nghĩ như vậy, tức là giống mình cứ nghĩ đi, giống như là có những cái người trước coi là như là những cái nghiệp quả đi, và các bạn đã nên cảm ơn biết ơn vũ trụ, với các bạn đã trả xong, coi như là cái kiếp này chúng ta đã xong với nhau rồi đó, cho nên là bạn sẽ dành cái năng lượng của mình hướng vào cái tương lai mới mẻ hơn. Cái lúc này các bạn đã rũ bỏ được những cái tình huống nó không còn phù hợp nữa rồi, bạn đang làm một cái hành trình mới, các bạn đang bước đi trên cái hành trình của riêng mình. Tám xu cho kiếp thấy cũng là một cái nấc thang giúp cho các bạn phát triển cái tâm linh trực giác của mình rất là tốt trong cái khía cạnh sắp tới. Các bạn ở đây là những người sẽ là cái năng lượng mới mẻ về tâm linh nhiều, tức là các bạn sẽ mới bắt đầu tin tưởng và
vào Phật Pháp, tin tưởng vào thuyết giáo, tin tưởng vào nhiều hơn vào Chúa Jesus và Mẹ Maria, Công giáo hay là đức tin của riêng các bạn sẽ đi chùa chiền nhiều hơn. Và chính cái việc Harvard là cho các cái cảm nhận là khi các bạn hướng về tâm linh nhiều hơn và các bạn hướng cái lòng mình và kiểu như là mình đặt cái câu hỏi rằng là mình rất mong muốn có một cái đối tượng thật sự phù hợp sẽ gặp gỡ nhau, thì cũng giống như kết nối ở bên đây Twin Flame, thì thông qua cái vấn đề cái việc mà hướng về tâm linh nhiều, các bạn sẽ gặp được cái người này ha. Để xem các bạn let go, các bạn đã chọn cái lá let go này thì các bạn gặp cái đối tượng đó nó như thế nào. Tại vì ở đây là this could be the one, chỉ là cái hành trình ban đầu dành cho các bạn ở bên đây walk away thôi, chưa nhận ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử cái the one của cái người, của cái các bạn ở tuổi thứ hai như thế nào ha. Heart to heart conversation. Get into know each other. Wow. Is it safe for you to love? Past life relationship. Những người từ tiền kiếp thôi. Khi thấy cái tụ thứ hai phải là đúng thực sự đối tượng của các bạn sẽ rất là hiếm được tương tác với ai nhiều người, tại vì cái năng lượng của các bạn cũng rất là khác khác biệt với những người xung quanh. Và khi mà bạn gặp họ mà cảm thấy trong cái cuộc trò chuyện á, tức là những cái người mà không phù hợp á, các bạn sẽ cảm thấy rất là mau bị xuống năng lượng, các bạn cảm thấy là không không có mood để nói chuyện tiếp. Yeah, cái dark male rất là rõ ràng, freedom nữa. Có thể cái người này dark male là một cái người nước ngoài. Thì cái lá nó chỉ diễn tả cái người dark male là người nước ngoài vậy thôi, nhưng mà thật sự cái năng lượng của họ cứ thấy rất là phóng khoáng. Cái người có một cái tâm hồn rộng mở. Nếu mà các bạn là những cái người mà luôn gặp những cái nhân vật mà kiểu như kiểm soát, thì cái đối tượng mà các bạn sẽ gặp là một cái đối tượng không hề kiểm soát và rất là thoải mái tự do, vì cái tâm hồn của hai bạn rất là giống nhau, phải tự do không ai ràng buộc ai, và bạn không thích ràng buộc và họ cũng vậy. Heart to heart conversation là các bạn sẽ nói ra những điều cái thầm kín của các bạn, tức là cái thấy cái người này rất thích nói chuyện với các bạn. Nếu mà người nước ngoài ở xa thì có thể là phải trao đổi qua thư này, trao đổi qua tin nhắn điện thoại với nhau, mà thật sự là người này rất là lắng nghe và cũng như là rất là mở lòng và trái tim, nói chuyện từ trái tim tới trái tim với các bạn luôn, rất thành thật nha. Cái internal each other cho cái cảm giác giống như là khi các bạn nhận ra được cái bản thân của các bạn rồi, kiểu cảm giác như các bạn biết được mình thích gì, muốn gì, và cái đối phương của bạn thì cái thấy sẽ có đôi khi có một cái phần khác biệt nhau ở vài điểm, có thể là về văn hóa thôi. Cái thấy đôi khi ví dụ nha, nếu các bạn là người miền Nam thì các bạn sẽ gặp một người miền Bắc hoặc là người miền Trung, còn khác với giọng địa phương của các bạn. Còn nếu mà các bạn là những cái người nơi khá, nói chung là cái năng lượng này là về cái sự hòa hợp nó nhiều hơn, tức là hòa hợp đó tức là khác nhau và sau đó mới hòa hợp được. Yeah, cho nên ở đây có một sự khác biệt về cái văn hóa. Cái thấy là, nhưng mà các bạn học hỏi lẫn nhau bởi cái lá Hierophant nè. Cái người này cũng giống như người thầy của các bạn, và bạn cũng như là người thầy của họ. Hai bạn dạy nhau những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Và cái tương tác này cực kỳ an toàn. Is it safe for you to love? Đó là một tương tác an toàn sẽ tới với các bạn. Nhưng mà các bạn phải có một cái niềm tin trực giác tâm linh nhiều hơn, tinh thần, tin tưởng bản thân, và nhìn nhận những cái dấu hiệu mà vũ trụ gửi tới. Và cái dark male, người này đôi khi cái thấy phóng khoáng, có thể người này yêu thể thao và có một cái làn da rất là ngăm nha mọi người. Họ không da sáng màu đâu, cho nên Kit cảm nhận thế này nè. Nếu mà các bạn ở tuổi thứ hai yêu thích ai mà có những cái người mà có làn da mà sáng mà trắng hoặc là thơ mỏng á, thì cái thấy không phải cái người các bạn nghĩ tới, nó cái người này cái thấy phải là cái người thật cực kỳ là outdoorsy, tức là một người gọi là luôn luôn di chuyển và thích thể thao, thích đi ra ngoài, thích đi phượt, tâm hồn họ tự do. Cái thấy cái người này rất là đam mê du lịch. Da họ rám nắng bởi vì họ đi nhiều, du lịch nhiều, và cái thấy hai bạn sẽ cùng nhau nắm tay đi du lịch nhiều về sau đấy, rất là cái tâm hồn tự do các bạn. Tức nhưng mà đôi khi cũng là các bạn lại thích những cái người mà có tâm hồn phóng khoáng như vậy thì sao, thì ok các bạn sẽ hết độc thân. Nhưng mà nếu mà các bạn đã bước qua được cái hành trình tâm linh rồi và các bạn awakening, tỉnh thức được một phần trong đời sống các bạn sẽ gặp ngay được cái đối tượng này. Còn những bạn vẫn đang bước qua những cái khuất mắc, những cái điều mà vẫn chưa giải tỏa được và chưa có thức tỉnh được, thì các bạn sẽ còn cần một cái quá trình nữa. Sắp tới các bạn có hết độc thân hay không, thì những bạn đã chọn lá walk away vẫn chưa, nhưng mà các bạn sẽ tìm lại bản thân của mình nhiều hơn. Ok, nếu các bạn có yêu thích cái trải bài ở tuổi thứ hai này, hy vọng mọi người có thể donate cho Kit qua link Momo hoặc là tài khoản ngân hàng. Kit có để ở dưới cái comment dưới đây nha. Hy vọng là hẹn gặp lại mọi người vào những cái trải bài tiếp theo nha. Nếu các bạn có yêu thích cái trải bài này, mọi người có thể like và share cái video này cho Kit, hoặc có thể donate cho Kit qua Momo. Sorry, mới ở cái
tài khoản ngân hàng để cho Kit có thể uống nước và trà sữa để nói chuyện với mọi người nhiều hơn trong những cái trải bài này ha. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại. Giờ Kit nghỉ giải lao uống nước giữa giờ. Ui là trời. Biết sao không? Tại vì thường mấy mấy má mà nghe trải bài YouTube xong á, nghe xong cái tủ của mình á, mấy má tắt hết trơn video, mấy má có bao giờ mấy má nghe cái đoạn này đâu, cái đoạn là cái đoạn nghỉ giải lao ai mà biết được. Với lại cái cũng để mấy cái timestamp á. Với lại cái cũng để mấy cái timestamp ở trên đó, nhấn vô cái vô liền cái nó những cái đoạn thời gian, mốc thời gian đâu có chút được cái đoạn này, cho nên mình có nói khùng nói điên nói sảng ai đâu nghe. Hi hi, thôi nói vui thì vui vậy thôi. Bây giờ chúng ta xin chúc mừng và welcome mọi người tới với tụ bài thứ ba nha mọi người ơi. Chào mừng mọi người đã tới với tụ thứ ba. Những cái bạn đã chọn hình ảnh trái tim và như Kit có nhắn nhở nhỏ nhẹ nhắc gửi nhỏ nhụ ở bên tụ thứ nhất rằng là Kit đã lựa chọn tụ 1 và tụ 3, nhưng mà cuối cùng cái luân xa trái tim của Kit vẫn mở rộng hơn cho tụ thứ ba này. Thì không có biết rằng là có cái điều nào đó có cái thông điệp nào tới với tụ thứ ba cho Kit và cũng như tất cả mọi người đã chọn cùng tụ bài với Kit tụ thứ ba nhé. Câu hỏi của hôm nay đó chính là khi nào bạn hết độc thân, nhưng mà thật sự cái câu nói cái câu đúng hơn là sắp tới bạn hết độc thân hay không trong một cái giai đoạn ngắn. Trời, cái trải bài này rối rắm quá, nhưng mà trước tiên vào trải bài thì Kiss sẽ check thử cái tình trạng độc thân của bạn để xem năng lượng của bạn hiện tại đang như thế nào ha. Tụ thứ ba nhé. Sắp tới bạn có hết độc thân hay không? Cái sẽ xem năng lượng cho các bạn ở tụ thứ ba trước. Đang kết nối với mọi người đây. Make a wish. Wow. Ôi là trời. Ước ước là có. Trời. Tụ thứ ba năng lượng hơi bị cao nha mọi người ơi. Hàng gì? Make a wish and manifest. Hai cái lá này đang nói về những người mà thực sự mà thu hút được cái đối tượng mà các bạn mong muốn. Khi thấy những các bạn năng lượng của tụ thứ ba, những các bạn mà đã là có trực giác rất là tốt và không cần phải nói nhiều nữa. Các bạn đôi khi là những cái bạn tarot reader từ những cái kênh YouTube khác vô tình mà trôi vào cái video này, thì welcome, chào mừng tới với tụ thứ ba của ngôi nhà chung của chúng ta. Còn nếu mà các bạn ở đây á mà cảm nhận là ủa tôi đâu có phải reader thì thôi. Mà cái năng lượng ở đây chỉ cần bạn ước là bạn sẽ manifest được điều đó thôi. Tức là make a wish, các bạn cứ ước đi. Các bạn đang mong muốn điều gì? Cái năng lượng của các bạn đang tỏa ra là các bạn mong muốn là như thế nào? Cái thấy cái tụ thứ ba đây là câu hỏi là có độc thân hay hết độc thân không? Độc thân cũng tùy vào cái tâm, tùy vào cái năng lượng của các bạn nữa. Sớm hay nhanh cũng tùy các bạn luôn. Cái thấy make a wish ở đây là các bạn chỉ cần hướng về cái điều đó và mong muốn cái điều ấy xảy ra, và các bạn thực hiện chủ động cho cái việc mà bạn mong muốn, các bạn sẽ manifest được cái đối tượng nào đó và cái tình trạng mà độc thân của các bạn á. Cái thấy cũng đâu có độc thân gì nhiều ở tụ thứ ba đâu, vẫn rất là enjoy mà, đôi khi cũng có đối tượng ấy chứ, nhưng mà vẫn có một cái sự nào đó chần chừ. Nhưng mà thôi không sao đâu, cứ make a wish, cứ ước đi, vũ trụ đang lắng nghe và vũ trụ và đội ngũ thiên thần đang làm việc với các bạn ở tụ thứ ba mà. Ngoài ra còn nếu các bạn ở đây á mà đang mua cái năng lượng hiện tại đang nói rằng là các bạn hãy đặt cái cảm xúc của mình vào một cái điều nào đó thật sự các bạn mong muốn và các bạn sẽ làm được thôi, đừng chần chừ. Các bạn tụ ba năng lượng của bạn khi thấy đang chần chừ lắm, vẫn chưa có thể hiện rõ ràng và cái mình mong muốn là các bạn có mong muốn là kết nối với người khác hay không, hay là các bạn vẫn cứ rơi vào cái tình trạng độc thân của mình. Đôi khi khi thấy các bạn enjoy, mà đôi khi thấy các bạn lại mong muốn có một tương tác, các bạn lại mong muốn gặp được cái đối tượng của chính mình nữa. Ok, thì bây giờ Kiết sẽ xem tiếp rằng là sắp tới các bạn có hết độc thân chưa? Có người rồi mọi người. King of Cigarettes luôn nè. Vua kiếm, vua gậy, cái người mà đang có cảm xúc với các bạn rất là nhiều luôn á. Cảm xúc rất là nóng bỏng luôn nha. Nhưng mà các bạn kiên nhẫn nhiều hơn hả?
Peer peer quan sát. Cái thấy các bạn khá là ngại ngùng. Các bạn ở tụ thứ ba rất là ngại ngùng. Person. Có đối tượng rồi mọi người. Có đối tượng rồi. Đang thầm theo dõi nhau nữa. Hangman kiểu không ai chịu hy sinh để là cái người xả thân làm trước thôi. Cái tụ thứ ba là những người đã có đối tượng rồi, hoặc là nếu các bạn chưa có đối tượng, các bạn vẫn đang độc thân thì sắp tới các bạn sẽ gặp được cái tình huống này. Các bạn sẽ gặp được cái đối tượng của mình, hoặc là các bạn đã gặp được cái đối tượng của mình rồi, nhưng mà cảm giác The Hangman nó đây giống như một cái bịch mắt gì đó, kiểu như là các bạn đã thấy được, các bạn đã cảm nhận được, các bạn đã feel được, các bạn đã gần như là nếm được, mà các bạn lại bịt mắt cái bản thân của mọi người lại, hay là các bạn lại xoay ngược mọi người lại, các bạn cảm nhận giống như là có một sự ngại ngùng e dè ở đây, tại vì cái thấy cái người này đã xuất hiện rồi và mang năng lượng của vua gậy nữa, và sớm thôi rất là nhanh người này sẽ, chỉ cần các bạn chịu chủ động hơn hoặc là các bạn chịu bắt mở tín hiệu nhiều hơn thì cái người này sẽ ngay lập tức thắp lửa liền luôn. The Sun là cái cảm giác rất là mạnh mẽ rồi, chỉ cần các bạn come out thôi. Tụ thứ ba muốn hết độc thân phải không? Come out, nói liền đi. Hoặc là các bạn gọi là làm một cái động tác nào đó, hoặc là kêu gợi gì đó không biết nữa, thì cái đối tượng nó sẽ bắt được tín hiệu thôi. Chứ là hai bạn đang hangman, đang khó thở với cái đời sống hiện tại, khi cảm nhận rằng là bạn cũng đang có một cái suy nghĩ rằng là cái lúc này vẫn chưa phải lúc, vì các bạn đang hơi ngợp ngợp thôi, cần một cái fresh air. Thì ok, The Sun có cho cái cảm giác là các bạn nên về phía mặt trời, có thể đi đâu đó cũng được, tìm kiếm một cái không gian mới, một cái fresh air cho bản thân mình. Một fresh air là gì? Đó là cái năng lượng không khí trong lành ở một nơi xa vời nào đó. Ok, nhưng mà quay lại với King of Cigarettes và Pair of Pills. Người King có vẻ như là cái người chững chạc hơn trong cái tương tác này. Hả? Còn cái người Pair of Pills lại là cái người gọi là ngại ngùng hơn. Shy boy, shy girl. King of Cigarettes là cái người kia lại mang một cái năng lượng ok, thích thì chiều ấy, kiểu giống vậy á. Nhưng mà kiểu như cái người King of Cigarettes này là kiểu như là người ta thích được thu hút hơn, tức là người ta thích mọi người nhìn ngắm họ hơn là cái việc mà họ phải chủ động. Nhưng mà nếu mà các bạn quăng tín hiệu thì họ sẽ là cái người gọi là bật tín hiệu ngay lập tức luôn. Thì cái thấy tụ thứ ba là chỉ cần come out thì cái việc độc thân nó cũng sớm mà kết thúc. Chứ xem tiếp. Mọi người thấy cái lá này không? Giống như là cái má, á lộn, cái nhân vật Pay Up Pill này nè. Cô y tá giống như các bạn đang khám tim vậy đó. Sợ hồi hộp, đau tim thì sao á, ngại ngùng á. Sợ tim đập, tim thòng. Sợ bị tim thòng, sợ đau tim, sợ không được hay sao á. Mọi người come out, nói ra với cái đối tượng của các bạn đi. Trời ơi. Trời ơi. Hình như ở xa nữa mọi người ơi, sao cái năng lượng ở xa nó nhiều dữ vậy trời. Bây giờ là cho dù là các bạn có tương tác ở xa, vị trí địa lý, hoặc là nếu mà có ở gần nhau, nhưng mà nó cũng, nếu mà gần nhau là kiểu giống như là gần nhưng mà nó xa lòng, xa mặt cách lòng, kiểu như là người hai cái tương tác này ngộ lắm, kiểu như là dù cả hai đang độc thân nhưng mà vẫn quyết tâm giữ cái miss độc thân đó cho bản thân mình. Miss hoặc là Mister thích cái trạng thái độc thân chứ không phải là không muốn kết thúc đâu, do thích mình độc thân vậy á, độc thân chơi vậy đó. Nhưng mà ở đây là nó là sẵn sàng hành động, bảy gậy nữa, cái năng lượng này cần phải hành động nhiều hơn, cả hai, một trong hai hoặc cả hai luôn. Healer of Emotion, cái thế là có thể là các bạn đang cần, có thể các bạn vẫn chưa sẵn sàng, cái cảm nhận được rằng là cái không ống trách các bạn về cái việc mà các bạn có sẵn sàng để quyết tiến hay không, tại vì cái thấy có một cái vài điều mà mức vẫn còn, tại vì cái lá hangman này cho cái cảm giác rằng là vẫn có một vài điều trắc trở trong cuộc sống mà các bạn vẫn đang mắc phải thôi, đang muốn dành thời gian cho bản thân cho nên các bạn không vội. Thì ok, cái thấy
Cũng được thôi, nhưng mà make a wish sớm đi, sớm thôi là cái điều này các bạn sẽ manifest được. Có sự chủ động ở đây, sắp sửa một trong hai sẽ là cái người chủ động khơi mở chủ đề nào đó để cho cái việc này được ra ánh sáng á mọi người. Năng lượng thuộc thứ ba nha, cái nào hết độc thân ấy. Và sắp tới có hết độc thân hay không chỉ cần come out thôi, hoặc là cái người nào đó sẽ tỏ tình với bạn. Nếu các bạn vẫn chưa biết cái người nào hết hoặc là chưa có đối tượng nào hết thì vẫn là cái năng lượng của cái việc gọi là tỏ tình, tức là sẽ có cái người nào đó bất ngờ thôi tỏ tình với các bạn nha, được rủ rê các bạn đi chơi, hoặc là thấy có bạn chung lớp ở đây nữa mọi người, hoặc là đồng nghiệp nè, chung lớp hoặc đồng nghiệp, hoặc là các bạn chung quê hoặc là chung quê quán, hoặc là hai bạn lâu ngày ở xa chưa gặp, hoặc là bạn nào đó đang ở nước ngoài còn bạn ở Việt Nam, bạn kia đang đi du học, hoặc là các bạn đang đi làm ở xa còn bạn ở đây, thì tương tác bỗng nhiên qua lại cái kết nối vậy đó, cái câu chuyện rất là nhiều thứ mà cái cảm nhận được ở tủ thứ ba. Ok, để cái xem tiếp, chỉ là maybe các bạn cảm thấy là rằng là nó chưa phải lúc thì ok, thì dành cho mình cái thời gian để đi đâu đó enjoy relax chút xíu ha. Cái lá hangman này cho Kit một cái cảm giác ở đây á, là các bạn cần phải bỏ cái bịt mắt của mình ra và hãy nhìn vào mặt trời đi. Tức là các bạn đang thấy được cái điều đó rồi nhưng mà các bạn là phải che mắt mình, nó gọi là bịt mắt bắt dê ấy, mọi người. À, new career. Oh my god. Summer. Khi nào hết độc thân thì chỉ cần hành động thôi, Kit thấy sớm nhất là mùa hè. Trễ nhất chứ không phải sớm nhất, trễ nhất là mùa hè này là các bạn đã hết độc thân rồi. Everything that you're asking for becomes yours in the summer time. Bởi vì có hai lần cái lá đờ xanh và summer, cũng có thể là mùa hè này, sau khi kết thúc cái mùa hè này. Nếu mà các bạn đang nghe trả bài trong cái giai đoạn này là mùa hè, sau khi kết thúc mùa hè thì cái điều này sẽ mở ra new career, cũng giống như là một cái chương mới ánh sáng mở ra. Nhưng mà ngoài ra nếu mà các bạn nào đang khúc mắc về công việc á thì sẽ có cơ hội mới về công việc cho các bạn nha, cái cảm nhận vậy nha. Và ngoài ra cái new career and summer career cũng giống như các bạn là khi các bạn thay cảm như là cập nhật bản thân mình lên một cái vị trí mới, một cái tình huống mới nào đó nó diễn ra về công việc á, nó cũng là giúp cho các bạn năng lượng đạt được tốt hơn. Có thể các bạn sẽ được, nếu mà các bạn vẫn đang làm việc mà đang nghe đây, các bạn sẽ được những cái offer về những cái cơ hội trong công việc mới giúp cho các bạn phát triển hơn. Và khi mà kết nghĩ rồi các bạn hết độc thân, và khi khi mà các bạn mà có một cái sự nghiệp vững chãi cho bản thân mình, các bạn làm chủ được chính mình, thì sớm nhất là sau khi cái mùa hè này kết thúc thì bạn sẽ hết độc thân. Và ngoài ra thì sang năm maybe cái mùa hè sắp tới các bạn đang nghe trả bài mình, sẽ là cái giai đoạn mà các bạn đã êm ấm và gọi là có một cái điều nào đó rất là hạnh phúc cái cảm nhận được trong cái trả bài này. Thì vì cái lá bài này là hai đều là màu xanh lá, tức là nó nói về cái luân xa trái tim, tức là cái chỉ cảm nhận là các bạn rất là hạnh phúc và healthy. Đây là một cái tương tác rất là healthy nha mọi người, cái cảm nhận đây là một tương tác rất healthy, rất là khỏe mạnh, rất là bền vững nữa. Cả hai đã chữa lành được, Kiếp thấy các bạn đã vượt qua được cái giai đoạn chữa lành cho bản thân mình, và các bạn sẽ gặp nhau với một cái diện mạo fulfill nhất. Express your love, go ahead. Trời trời trời, Kiếp hồi nãy nói làm sao, come out đi mọi người ơi, một lá nữa đi. Trời ơi, các bạn cứ ngại ngùng không à, các bạn cứ nghĩ rằng là express your love, come out, nếu là sẽ unrequited love. Cả hai các đối phương của bạn, cả hai đều đang nghĩ chung một cái điều luôn đó mọi người. Mọi người cứ nghĩ rằng là thôi các bạn rất là dễ bỏ cuộc, kiểu giống như là trời, nếu mà mình come out ra mình nói ra những sự thật á, thì không, mà nếu mà các bạn không tin tưởng nha, nếu các bạn không có tin tưởng cái tình huống này á, thì khi mà các bạn nói ra á, thì các bạn là nghĩ rằng chỉ có một chiều thôi, kiểu như là người ta sẽ không đón nhận đâu. Nhưng tin tưởng đi, tại vì cả hai đang bị vướng mắc cái kiểu này là như nào, ai cũng tự dò mình trong lòng, kiểu như người ta nghĩ là thôi chắc người đó làm gì để ý mình đâu, hoặc là họ làm gì có cảm xúc với mình, còn người kia là kiểu như là thôi cái này chắc là ảo ảnh thôi, kiểu như là chắc không có thật đâu hay sao á, chắc cái tâm trạng này không phải là real. Xong rồi tưởng hai tự đóng bản thân mình lại, xong rồi tự bịt mắt mình lại, tự chơi trò chơi luôn, mắc cười quá, có cảm xúc với nhau
Nhưng mà lại cứ nghĩ rằng là unrequited love, cứ nghĩ rằng là chắc không có cơ hội đâu. Hoặc là không phải đâu. Các Roman Angel đang nói là thể hiện mà come out thôi, chứ không có cái nói nhiều hơn về cái việc là đó là cái tương tác định mệnh như thế nào. Cái trải bài tụ thứ ba là hành động và hành động thôi. Các thiên thần chỉ đang muốn các bạn làm từng bước một để hành động cho cái việc này. Khiếp muốn xem thử cái đối tượng của các bạn như thế nào. Blonde female. Children. Khiết hiểu rồi, không phải đâu mọi người ơi. Thật sự cái người này, cái đối tượng của các bạn á, mà sắp tới nếu các bạn chưa gặp, hoặc là nếu các, và các bạn nếu mà đang tương tác rồi, thì cái công việc tiền bạc là những cái mà họ rất là quan tâm trong cái lúc này. Và ngoài ra họ đang đứng giữa tình huống ở ngã ba đường, tức là bởi cái nói là họ cần và cũng như là bạn, hoặc nếu là đó là năng lượng của bạn hoặc là năng lượng của họ, có thể là giai đoạn này bạn đang đứng ở trong một cái tình huống là rất là nhiều lựa chọn ha, còn họ thì đứng ở tình huống là cũng nhiều lựa chọn, cũng gọi là phải lựa chọn. Thì đó là lý do tại sao mọi người bịt mắt lại, mọi người không có muốn tiến tới là vậy ha. Còn nếu mà các bạn, cái người này là cái cảm nhận rằng là họ đang đắn đo thôi. Ice Queen là họ muốn nhìn về một phía. Ở đây có hai lần xuất hiện cái hai lần lá ba rất là nhiều. Ba ba theo cái cảm nhận rằng là cái việc chần chừ mà của cái người này á, hoặc là cả bạn á, đều là do là The Hangman bịt mắt bắt dê, kiểu giống như là các bạn có tình cảm với nhau, nhưng mà các bạn lại nghĩ điều đó không phải là cái tình cảm, các bạn chỉ nghĩ là chắc là điều gì đó thôi, nhưng mà là có một cái tương tác nào đó xuất hiện ở trong đây, thì cái cảm nhận rằng là có những cái lựa chọn mà họ cần phải quyết đoán và đắn đo suy nghĩ, nhưng mà cái triangle này đã cho cái cảm giác rằng là họ lựa chọn về tiền bạc công việc nhiều, vì có thể họ đang đứng ở cái suy nghĩ là họ có nên đặt tình cảm vào cái giai đoạn này hay không, hay là họ hướng về công việc, cho nên đó là là sao họ tỏ ra lạnh lùng với bạn như một Ice Queen thôi. Khi thấy cái người này năng lượng nữ tính rất là nhiều, có thể vẻ ngoài của họ, cái bạn bắt gặp đi, hoặc là chính bạn luôn, hai hai bên có tỏ ra như là mình lạnh lùng nhưng mà bên trong cảm xúc dạt dào như những đứa trẻ con vậy đó, cũng biết ghen, cũng biết nhìn nhau, cũng biết giả bộ, cũng biết giả vờ như là trời tôi không quan tâm, nhưng mà thật sự nhìn dữ lắm má. Có cái lá đây nè mọi người, kiết cảm cảm nhận cái lá triangle đây, là triangle đây là mọi người giống như là đi dò mìn người ta, là coi người ta có đối tượng nào không nữa. Blonde female nữa chứ. À không, tại vì kiết cảm nhận maybe cái người này có một cái đối tượng đang hướng với cái đối tượng blonde female nào đó, nhưng mà họ cảm thấy lạnh lùng. Cho nên thôi cái tương tác này để kiếp xem thử là nó sẽ đi về đâu ha mọi người ha. Ok, để kiếp xem thử là đi về đâu. Về đâu, về đâu. It's okay. Mọi người ơi, thật sự thế này nè, mọi người hãy lắng nghe cái trái tim của mình, cái cảm xúc thật sự của các bạn đang muốn nói là hãy lắng nghe nó và đừng để cho những cái điều xung quanh tác động tới bạn. It's okay to be different. Có thể các bạn lại tự ti trong cái vòng tròn ba người này nữa. Kiểu giống như mọi người thấy là tôi không phải là cái hình mẫu hay cái gu hay là cái gì đúng đắn với cái người kia. Mọi người ơi, các bạn rất khác biệt. Các bạn ở tụ thứ ba là những người cực kỳ khác biệt. Có thể các bạn không phải là quá xuất sắc, xuất chúng, nhưng các bạn là một cái vẻ ngoài độc đáo, các bạn có một cái tâm hồn độc đáo. Đó là lý do mà cái người kia hướng mắt về bạn, hướng trái tim về bạn. Nếu mà họ có hướng mắt về cái người, cái tương tác kia, nhưng mà họ lại hướng trái tim về bạn vì họ cảm thấy bạn rất đặc biệt, rất là different, rất là khác biệt với những cái gì những người mà họ đã từng tiếp xúc. Chỉ là họ đắn đo, có thể cái tình huống, cái năng lượng của họ cũng là một cái người khó quyết đoán, đặc biệt trong chuyện tình cảm nữa. Mình cũng không trách được mọi người, tình cảm mà quyết đoán quá thì đôi khi nó cũng kiểu giống như là hơi lạnh lùng. Cho nên đó là lý do tại sao họ có một cái sự phân vân lựa chọn này cũng là ok, hãy để cho họ có một cái hành trình. Cho nên mọi người cứ make a wish, mọi người cứ nghĩ về bản thân mình thôi.
Yeah. Ok. Mọi người ơi, làm gì làm. Chốt đơn. Chốt đơn mọi người ơi, từ bạn mà chuyển thành tình yêu nha. Chốt đơn mọi người ơi, có cái lá nữ hoàng ly ở đây, nhưng mà ngược. Lá The Lovers, chắc chắn chốt chắc chốt đơn nha. Sau cái hành trình, sau một cái sự kiên nhẫn và sau một cái giai đoạn thì cái thấy có thể là nó không quá sớm đâu mọi người ơi. Nhưng mà nó là sắp tới mà có kết thúc ai kiểu kết thúc cái tình trạng độc thân hay không thì cái thấy nó không có kết thúc sớm đâu. Nhưng mà các bạn phải tin tưởng vào cái hành trình này. The Lovers, các bạn dù có đi đâu về đâu cũng sẽ gặp nhau mùng 10 tháng 5. Ủa, thì mùng 10 tháng 5. Dù tôi không vừa. À không, nhưng mà tự nhiên cái câu nói nó giống như là mùa hè vậy đó mọi người. Có một cái ngày hè, có thể là cái giai đoạn 10 tháng 5 sẽ là một cái giai đoạn mà các bạn đã bên nhau êm ấm rồi. Có thể các bạn sẽ nhớ cái ngày 10 tháng 5 đó, có thể là cái ngày đặc biệt của các bạn sao ai biết. Và có cái lá là Queen of Bottles, nữ hoàng ly mà ngược nha. Khi cảm thấy là các bạn nên ở đây là lá friends nhưng mà nó lại ngược, tức là từ bạn thành tình yêu ấy, nhưng mà có Queen of Bottle nên cảm thấy là đôi khi các bạn không có tin tưởng vào cái trực giác của mình, đôi khi các bạn lại đánh lừa cảm xúc của mình. Nhưng mà kit nó, nhưng mà cái trải bài đang nói là cái hành trình này nó đi về đâu, nó có The Lovers ở đây thì nó cũng là một cái giai đoạn nữa nó sẽ xuất hiện ở đây, là đôi khi các bạn sẽ không tin tình huống ở đây nó diễn ra, là đôi khi bạn không tin vào sự thật là nó lại diễn ra như vậy đó mọi người. Mọi người nghĩ ô sao là có thể là diễn ra như đúng mà những cái điều mà mình cảm nhận từ trước, các bạn lại không tin tưởng vào cái trực giác. Nhưng mà đôi khi các bạn đắn đo như vậy nhưng mà không sao đâu, cái tương tác này nó sẽ phát triển từ 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 tình bạn thành tình yêu bạn. Tại vì cái last friend này là ngược, tức là không phải là bạn đấy, tức là cái cảm nhận là từ tình bạn mà biến thành the lover thôi. The lover giống như các hai bạn là kết nối rồi. Ok, và ok một à, hai lá cuối cùng nữa trước khi kết thúc trải bài đi. Cái người các bạn sẽ khó tránh khỏi những cái gossip. Đó lý do là sao mọi người rất là sợ thị phi và có những cái điều xung quanh, điều tiếng các kiểu. Nhưng không sao đó, cứ bỏ qua đi mọi người. Đó lý do là sao cái thấy có những cái điều mà cái thấy mọi người sẽ nói rất là nhiều về cái tương tác của các bạn đấy. Nhưng mà các bạn cứ lo vào cái healthcare chain của mình thôi, cứ lo vào cái đời sống, cái sức khỏe của mọi người, cái sự vui vẻ tinh thần đó mọi người. Đừng có lo lắng về những cái điều xung quanh mà nói quá mọi người nhé. Có thể có những cái lời đàm tiếu xung quanh nhưng mà nó không quan trọng đâu. Vì cứ thấy cái người kia họ cũng quan tâm đến cái đời social của họ và bạn cũng vậy, các bạn là sợ điều tiếng thôi. Nhưng mà healthcare chain có thấy là cái sự thay đổi về sức khỏe và relationship dynamic, các bạn sẽ gọi là tự tin luôn. Một, các bạn sẽ kết thúc một cái era, một cái chương im lặng và các bạn sẽ dynamic bùng nổ sắp tới. Tức là cái thấy á, dù xung quanh có những cái điều tiếng thị phi nhưng mà các bạn vẫn tự tin, các bạn vẫn trải nghiệm với những cái mà các bạn tin tưởng. Tình yêu là tình yêu và các bạn không ngần ngại thể hiện nó, cho nên không cần còn sợ hãi gì hết. Hãy cố gắng bước tới những cái điều mà bạn xứng đáng. Ok, cảm ơn tất cả các bạn ở tổ thứ ba. Hy vọng là các bạn sẽ mau hết độc thân nha. Và khi mà các bạn đã hết độc thân rồi, nhớ quay lại cái video này, mọi người comment ở dưới đánh dấu cái mốc mà các bạn hết độc thân ngày nào. Đánh dấu ở dưới đi. Hoặc là các bạn, mỗi người khi mà nghe cái trải bài này á, mọi người hãy comment ở dưới cái ngày mà các bạn xem trải bài, tình trạng của các bạn hiện tại đang như thế nào, độc thân hay là đang như thế nào đó, các bạn comment ở dưới. Và khi mà cái thời gian trôi qua, các bạn comeback quay lại với trả bài này và các bạn nhìn lại, đó cũng là một cái điều thú vị ha. Hãy nhớ lưu cái video này nha mọi người, giống như là một mốc kỷ niệm để chúng ta để check cái hành trình của mỗi người. Và cảm ơn mọi người đã cùng với Kit cái hành trình vừa qua. Kit rất là vui và hy vọng chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những cái trả bài tiếp theo nhé. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những cái trả bài tới. À, nhớ donate cho Kit qua link Momo hoặc là tài khoản ngân hàng của Kit nha, để Kit có thể là mua nhiều bộ bài mới, nhiều decor hơn, mua trà sữa uống nhắm nhé, để cho cái giọng nó tốt hơn, để nó được vui, được hay hơn, để giúp cho chúng ta có những cái trả bài thú vị, relax sau những cái ngày căng thẳng mệt mỏi mọi người ha. Ok, bye bye.